muốn mua sắm nhưng chưa tìm được phương thức thanh toán nào an toàn và tiết kiệm, hay bạn muốn thanh toán tiền lương cho nhân viên, gửi thanh toán an toàn trong nước và quốc tế, hay bạn đang muốn tìm kiếm thanh toán toàn cầu được tin dùng và quan tâm đến nhu cầu doanh nghiệp của bạn, và bạn đang đi tìm giải pháp thương mại mang tính đột phá với mong muốn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của từng cá nhân và doanh nghiệp, ePay đã đưa ứng dụng PayPal cung cấp các giải pháp cho bạn để được thanh toán dễ dàng và an toàn hơn. Dù bạn kinh doanh theo hình thức nào, trên cửa hàng trực tuyến hay trực tiếp qua email, PayPal đem đến những trải nghiệm mang tính bảo mật cao và an tâm thanh toán với các thủ tục pháp lý đã được thỏa thuận. Hơn thế nữa, các khoản thanh toán định kỳ của bạn đã được quản lý một cách dễ dàng, cho dù đó là khoản thuê bao hàng tháng, hóa đơn định kỳ hay kế hoạch trả góp, việc theo dõi và quản lý các tài khoản thanh toán định kỳ của bạn sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều với thanh toán tự động. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi PayPal là gì? PayPal là một công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, chuyên cung cấp các dịch vụ thanh toán và chuyển tiền qua mạng Internet. Đây là dịch vụ thanh toán và chuyển khoản điện tử thay thế cho các phương thức truyền thống sử dụng giấy tờ như check và các lệnh chuyển tiền. Hiểu đơn giản, PayPal giống như một chiếc ví điện tử hay cổng thanh toán trực tuyến. PayPal giúp việc mua hàng, thanh toán và nhận tiền giữa các quốc gia trở nên thuận tiện hơn và ngày càng được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới. PayPal thu phí thông qua thực hiện việc xử lý thanh toán cho các hãng hoạt động trực tuyến trên các trang đấu giá và các khách hàng doanh nghiệp khác. Và sau đây, xin phép điểm qua một chút lịch sử và sự hình thành của PayPal hiện nay. PayPal được thành lập vào tháng 12 năm 1998 với tên ban đầu là Confinity, một công ty phát triển phần mềm bảo mật cho các thiết bị cầm tay, được thành lập bởi Mark Lechin, Peter Thiel, Luke Nosek và Ken Howery. PayPal được phát triển và thành lập như một dịch vụ chuyển tiền tại Confinity vào năm 1999, được tài trợ bởi John Marlow từ Blue Run Venture. Trong tháng 3 năm 2000, Confinity xác lập với XCOM, một công ty ngân hàng trực tuyến được thành lập bởi Elon Musk. Musk chia sẻ rằng ông đã rất lạc quan về sự thành công trong tương lai của doanh nghiệp chuyển tiền Confinity. Bill Harris, đồng nghiệp của Musk, không đồng ý và rời công ty tháng 5 năm 2000. Trong tháng 10 năm đó, Musk quyết định rằng XCOM sẽ chấm dứt các hoạt động ngân hàng Internet khác của nó và chỉ tập trung vào các dịch vụ chuyển tiền PayPal. Công ty XCOM sau đó được đổi tên thành PayPal vào năm 2001 và mở rộng nhanh chóng trong suốt cả năm cho đến khi giám đốc điều hành công ty quyết định đưa PayPal ra sử dụng công cộng vào năm 2002. Vào tháng 10 năm 2002, ePay đã mua lại toàn bộ PayPal. Trụ sở chính của ePay hiện đặt tại khu các công ty con của ePay trong tòa nhà North First Street, tung lũng Silicon, California. PayPal cũng có các hoạt động quan trọng tại Omaha, Nebraska, Dublin, Ireland và Berlin, Đức. Đến năm 2015, PayPal đã tách khỏi ePay và trở thành một công ty độc lập. Tại sao lại sử dụng PayPal trong thương mại điện tử? Khi mua sắm online, sau khi chọn được những món hàng mong muốn, khách hàng sẽ được đưa đến màn hình thanh toán và tại đây thì chủ website cửa hàng có thể đưa ra nhiều cổng thanh toán khác nhau. Tuy nhiên, để lựa chọn phương án tốt nhất thì phương thức thanh toán nên đáp ứng những yếu tố sau. Sự tiện lợi cho khách hàng nhằm tránh việc khách hàng cảm thấy quá khó chịu trong bước này. Sự tin tưởng khách hàng đối với cách thức thanh toán này và đảm bảo sự an toàn cho dữ liệu của cả bên mua và bên bán. Và PayPal hiện tại, trong môi trường mà thương mại điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến, đáp ứng đủ các yếu tố trên. Rất nhiều website, ứng dụng đã tích hợp tính năng PayPal On Touch nhằm giúp việc thanh toán trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Từ đó cũng làm tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, bởi khách hàng có thể tránh được việc phải mở rất nhiều cửa sổ thông qua nhiều bước để có thể thanh toán online. PayPal cũng đã gây dựng nên tên tuổi của mình đủ lớn để được rất nhiều khách hàng biết đến khi thanh toán online. Từ đó tạo dựng sự tin tưởng với PayPal. Hơn nữa, khi thanh toán qua PayPal, người mua sẽ không phải tiết lộ thông tin ngân hàng với người bán, mà thông tin đó sẽ được bảo mật tại PayPal. Do đó, người mua hàng cũng sẽ an tâm hơn. PayPal cũng là một lựa chọn nổi tiếng cho các kênh thương mại điện tử vì tính bảo mật chặt chẽ, một đặc điểm mà rất được chú trọng trong khi giao dịch tại môi trường Internet. Áp dụng PayPal trong trang thương mại điện tử, PayPal cung cấp cho các cửa hàng giải pháp thanh toán online mà trong đó có các dịch vụ như tuân thủ tiêu chuẩn thẻ thanh toán, tính năng một chạm và tính năng thanh toán nhanh. Không dừng lại ở các giải pháp thanh toán, PayPal còn cung cấp các dịch vụ nâng cao hơn như có thể tự hiệu chỉnh trang thanh toán,
nâng cấp bảo mật, giải pháp marketing, ứng dụng PayPal, Venmo, mạng xã hội chia sẻ kinh nghiệm bản thân trong việc thanh toán online, tự động tính tiền định kỳ và nhiều tính năng nhằm đẩy mạnh hiệu quả cho việc buôn bán online. Cách tính phí. Có một điều có thể bạn chưa biết, PayPal có tính phí giao dịch theo hai hình thức là thanh toán trong mua bán và thanh toán cá nhân. Tùy vào mỗi hình thức sẽ có cách tính phí tương ứng khác nhau. Thanh toán trong mua bán, người mua sẽ được miễn phí giao dịch, còn người bán sẽ chịu một khoản phí theo quy định. Thanh toán cá nhân, nếu dùng tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal, bạn sẽ không phải chịu phí. Nếu dùng tài khoản từ debit card và credit card, bạn sẽ bị tính phí theo quy định. Tuy nhiên, phí này có thể lựa chọn là người gửi hay người nhận trả. Sau đây, mình sẽ nói về phần ưu và nhược điểm trong PayPal trong dịch vụ thanh toán quốc tế. Được biết đến là cổng thanh toán online lớn nhất thế giới, với PayPal, người dùng có thể mua hàng hóa dịch vụ, chuyển tiền cho bạn bè. Bạn có thể nhận tiền qua PayPal, sau đó chuyển về ngân hàng Việt Nam. Nhờ có PayPal mà các dịch vụ mua bán hàng hóa, thanh toán và nhận tiền giữa các quốc gia trên thế giới trở nên thuận tiện và phổ biến hơn. Cụ thể như những ưu điểm sau. Đầu tiên, PayPal có mạng lưới rộng rãi toàn cầu, gần 80% các website mua sắm trực tuyến trên thế giới và khoảng 90% các cửa hàng kinh doanh online đều sử dụng PayPal như cổng thanh toán chính cho khách hàng của họ trên toàn thế giới. Thứ hai, cũng giống như các loại ví điện tử ePay, Momo, ZaloPay làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam thì PayPal cũng là một hình thức thanh toán được sử dụng phổ biến trên thị trường quốc tế. Khi mua sắm online trên các website nước ngoài, bạn chỉ cần chọn Pay with PayPal để sử dụng thanh toán qua PayPal nhanh chóng thuận tiện. Thứ ba, ngoài tính năng thanh toán nhanh chóng tiện lợi, PayPal còn cho phép người dùng chuyển tiền và nhận tiền miễn phí giữa các tài khoản, đặc biệt hơn với những bạn làm nhân viên kinh doanh, ngân hàng hay có nhiều giao dịch. Đặc biệt hơn, khi bạn đăng ký tài khoản PayPal, bạn nhập vào thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng bạn muốn sử dụng để mua hàng một lần trên hệ thống bảo mật PayPal. Khi điều đó được thực hiện, bạn sẽ không bao giờ phải tiết lộ thông tin thẻ tín dụng của mình trực tuyến nữa. Bằng cách thanh toán bằng PayPal, bạn giữ thông tin thẻ tín dụng của mình ở chế độ riêng tư, nghĩa là bạn có thể mua sắm mà không phải lo lắng về việc hacker tải dữ liệu tài khoản của bạn từ người bán trực tuyến. Cuối cùng, PayPal tài trợ giảm giá đặc biệt cho khách hàng mua sắm với PayPal tại các nhà bán lẻ được chọn. Điểm mấu chốt là PayPal có thể giúp bạn tiết kiệm tiền cho những thứ bạn cần tại những nơi bạn mua sắm. Để tận dụng khoản tiết kiệm, tất cả những gì bạn phải làm là sao chép mã khuyến mại, đặc biệt từ trang web mua sắm PayPal và dán vào đơn đặt hàng của bạn tại trang web của người bán khi bạn thanh toán bằng PayPal. Bên cạnh nhiều ưu điểm thì PayPal cũng có những nhược điểm đáng lưu tâm. Người dùng ở Việt Nam sẽ gặp những hạn chế sau đây. Phí giao dịch cao. Phí cho toàn bộ giao dịch là 4,4% cộng $0.3 nếu bạn thường bán hàng hoặc gửi tiền theo mục đích thương mại phải sử dụng PayPal. Ví dụ, bạn gửi $100 sẽ mất $4.7 tiền phí. Phí rút tiền cao. Phí rút tiền từ PayPal về ngân hàng Việt Nam thì phí là 60.000 đồng cho một lần rút. Ngoài ra, còn bị chênh lệch tỷ giá USD, số tiền rút tối thiểu là $10. Bị khóa tài khoản. Ở Việt Nam, rất nhiều người dùng PayPal cho mục đích trái phép, có nhiều hành động mang tính cheating gian lận. Nhiều tài khoản PayPal từ Việt Nam bị kiểm soát rất chặt, dễ bị giới hạn hoặc khóa tài khoản. Trên đây là toàn bộ những thông tin về PayPal, ví điện tử nổi tiếng trên mạng Internet mà nhóm chúng mình đã tìm hiểu và giới thiệu đến các bạn. Chung quy lại thì đây là một hình thức thanh toán quốc tế rất tiện lợi, an toàn và đáng sử dụng. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời với PayPal nha!